Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 22 tháng 3 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, theo các thầy cho biết, dự kiến vào thứ Tư tuần sau, ngày 27 tháng 3 năm 2024, phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí sẽ tổ chức buổi lễ hoàn thành phát đồ hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả cao cho nhiều bệnh nhân sau thời gian được hỗ trợ điều trị bệnh ung thư tại phòng khám. Đây là niềm vui mừng của mọi người, nhất là tại phòng khám, không khí trở nên ấm áp hơn. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, trong tuần qua tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, không khí rộn ràng, niềm vui khi nhiều bệnh nhân hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị đạt kết quả cao, nụ cười rạng rỡ và những giọt nước mắt hạnh phúc của họ chính là món quà vô giá cho đội ngũ y sĩ và nhân viên nơi đây. Kết quả điều trị khả quan mang lại niềm hy vọng mới. Sau nhiều tháng kiên trì chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, nhiều bệnh nhân tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã đạt được kết quả điều trị khả quan. Nhờ sự tận tình của các y sĩ, sự hỗ trợ của các chuyên gia và sự chăm sóc chu đáo của đội ngũ nhân viên, các bệnh nhân đã từng bước chiến thắng với căn bệnh ung thư và dần dần hồi phục sức khỏe. Niềm vui vỡ òa khi được trở về nhà, có thể nói khoảnh khắc được thông báo khỏi bệnh và sắp được trở về nhà là giây phút xúc động nhất đối với bệnh nhân. Niềm vui mừng khôn xiết thể hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Họ ôm chầm lấy các y sĩ và nhân viên như những người thân trong gia đình. Lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ y sĩ và nhân viên. Hơn cả niềm vui chiến thắng ung thư, các bệnh nhân còn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến đội ngũ y sĩ và nhân viên tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Họ đã luôn tận tâm hết lòng cứu chữa và chăm sóc cho bệnh nhân, giúp đỡ họ vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, nơi tiếp thêm hy vọng cho cuộc sống. Với những nỗ lực không ngừng của đội ngũ y sĩ và nhân viên phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã trở thành điểm tựa vững chắc cho những bệnh nhân ung thư. Nơi đây không chỉ mang đến dịch vụ điều trị chất lượng cao mà còn tiếp thêm niềm hy vọng, niềm tin vào cuộc sống cho các bệnh nhân. Câu chuyện về những bệnh nhân ung thư chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo tại phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không thì các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là minh chứng cho sự cống hiến của đội ngũ y sĩ và nhân viên nơi đây. Niềm vui và lòng biết ơn của các bệnh nhân chính là động lực to lớn để phòng khám tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình, mang đến hy vọng và cuộc sống mới cho những bệnh nhân ung thư. Anh có thể cho biết họ tên với mình đến từ đâu? Báo cáo với anh là tôi là tên tôi là Hoàng Văn Quý, tôi ở xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Trước khi tôi đi khám thì trong cái thời kỳ tôi bị bệnh mà tôi không hiểu là mình bị bệnh này, thì vợ tôi cứ xui là anh đi khám đi, có nhớ là nó bị làm sao thì khổ. Vậy là sau cái từ bắt đầu là tôi bị ho cái họng này, là đến khi tôi đi khám lần đầu tiên ở huyện là ở khoảng 7 tháng thì bắt đầu là bác sĩ mới phát hiện là tôi bị vòng họng. Thì là tôi cháu nó cũng giấu tôi, nó cũng không cho tôi biết là bố bị vậy. Thế là mẹ con là bố trí với nhau là điện thoại với nhau là đưa bố là đi Hà Nội luôn. Khi tôi biết là cháu với này vợ tôi là cho tôi đi Hà Nội thì tôi biết là chắc chắn là tôi dính ung thư rồi. Là tôi lên Hà Nội thì tôi đi vào bệnh viện mổ K1. K1 thì họ khám hết tất cả các thứ xong, còn thiếu mỗi tinh khiết thôi. Đó, để chuyển tôi sang là K3, chuyển tôi sang K3 Tân Triều. K3 Tân Triều xong rồi là khám hết tinh khiết tất cứ xong thì bảo tôi đợi lại 5 ngày nữa.
thì là để lấy kết quả của tinh khiết. Thế tôi đợi này đến ngày thứ năm là bắt đầu bệnh viện điện cho tôi là có kết quả rồi, thì tôi sang lấy kết quả, thế là họ chuyển tôi về K2 để điều trị. Khi tôi về K2 điều trị thì nộp hồ sơ tất cả trong bệnh viện K2. Trong khi đó là có một người chị gái tôi, chị họ tôi là chị nghe tin thấy tôi là bảo là tôi điều trị ở bệnh viện K2 thì chị không yên tâm. Thì chị điện cho là chú ơi, chú nghe chị ngay, quay vào trong chú cha tường để điều trị. Kiểu chú mà ở bệnh viện này chú điều trị, chú không chắc chú có chịu được không, ở chú này sức khỏe của chú là yếu. Thứ hai nữa là tiền bạc thì hết nhiều, thì không chắc có chịu được nhiệt không, thì tốt nhất là chú quay về đi. Chú quay về thì nếu như sau này mà chú nghe chị mà chú quay về, mà nếu mà sau này mà nó xảy ra cái gì thì chị sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn với em. Thế là tôi nghe thấy cái động lực của chị nói như vậy thì tôi bảo vâng, em nghe chị. Thì em nghe chị thì ngày hôm sau, đến đêm hôm đấy là tôi, vợ chồng tôi bàn nhau là ở nhà trọ là thôi bây giờ chị đã nói như vậy thì thôi tốt nhất là anh sẽ quay vào trong miền Nam để anh chữa. Thì dù sống chết thế nào để mình tin tưởng vào là Thiên Chúa, thế này các thánh quân thầy rồi là để tin tưởng vào cha, để các cộng sự của cha, của các thầy của cha thì cha đã đào tạo những người rồi, thì cứ tin tưởng là chắc chắn là sẽ khỏi. Đấy là tôi, là nguyện vọng của tôi như vậy. Thì khi tôi về đến nhà thì là hôm đấy là sáng thứ sáu, sáng thứ bảy tôi về đến nhà thì tôi mới bảo các cháu là bố về đời này là bố chữa ở trong miền Nam. Thế thì tôi bố trí là quyết định là vào miền Nam chữa. Thế anh em cũng là thoải mái lắm, anh em sướng bảo ừ thì thôi chú tốt nhất chú bảo để chữa đi, để chữa cái thuốc nam này thì để có thể chữa cho thì nó an toàn để sau này được lâu dài ấy. Thế là tôi quyết định luôn. Thế đến khi mà khoảng chiều cái hôm đấy, cùng ngày hôm đấy mà đến chiều thì có một thằng bạn ở khu xóm đấy, nó đến thì nó có gàn tôi, nó bảo là cháu gàn chú, tốt nhất là cháu khuyên chú, tốt nhất là chú đừng vào. Thì cháu, vợ cháu ung thư vú mà đi Hà Nội mà xẻo hết cả hai bên rồi. Và trong khi đó là mà cũng cháu đi vào trong đấy là cháu để xe ở đấy cách ở đầu đường đấy, là vào trong chú phòng khám là một cây số để cháu đi cháu khảo sát từ ngoài đầu đường mà cho tới phòng cha. Thì hai bên đường họ đều nói là không tin tưởng đâu, tốt nhất là chú đừng vào. Thì tôi đã bảo là bây giờ này chú xác định là chú vào trong này chú chữa ở cha thì chú xác định là coi như chú đi một chuyến du lịch đi, nếu không được là chú đi một chuyến du lịch thì chú về đi. Thế tôi đã bàn với vợ tôi là quyết định như vậy rồi. Vì thì anh em nhà tôi thì này nghe thấy là thằng kia nó nói như vậy thì tự dưng đấy cảm thấy nó không có khí thế như lúc trước nữa. Lúc trước thì anh em hiểu khí thế là chú cứ đi đi, bảo đấy là tốt như vậy, chú cứ đi đi là hai canh thì nhất trí hoàn toàn. Thì khi tự dưng là thấy thằng kia nói vậy là anh em tự dưng nó lại phải mất hứng, và tôi cảm thấy nó cũng phân tâm. Nhưng mà tôi xong thì đó là tôi cứ quyết định là đi. Thế trên đường vào đây thì vào thì trọ ở đầu đường kia thì như mẹ phòng khám nhà chú trọ chú Tạo thì chú điện cho chú là chú ra chú đón luôn. Khi vào đây là chú đưa vào đây là các thầy khám cho trong là tôi điều trị từ hôm đấy đến giờ. Thì đến hiện tại hôm nay là tôi vào hôm là 19 âm lịch là mùng 9 tháng 12. Thì đến nay là tôi vừa tròn 2 tháng mà tôi xin thầy là đi khám ở bệnh viện, thì thầy cho tôi đi khám 11 xét nghiệm, 11 thứ xét nghiệm. Thì đến nay là bệnh viện thông báo cho tôi là hôm trước là tôi đi là thì bệnh viện khám thì bảo là riêng xét nghiệm máu thì phải chuyển sang thành phố, thì đợi một tuần ở đấy kết quả. Thì chiều hôm đấy là tôi đưa cái kết quả khám kia thôi, chưa có kết quả máu thì đưa cho thầy. Thầy bảo là thầy Thanh bảo là ông vậy là tiến triển quá tốt rồi,
Thế thì tôi giờ bảo là một tuần thì ngày tôi về cái nào đến trưa nào này. Trưa hôm sau nào bác sĩ ở đấy bệnh viện rồi là ông xuống lấy hồ kết quả máu. Thế tôi xuống lấy kết quả máu thì tôi vẫn chưa yên tâm. Thì cô y tá của tôi bảo về cho tôi gặp bác sĩ tí. Thì tôi đưa cái kết quả máu vào gặp bác sĩ thì bác sĩ bảo tôi là bác sĩ ơi tay là bắt tay tôi. Thì bác sĩ bảo là chúc mừng ông vượt quá tiêu chuẩn ung thư rồi. Tức là bây giờ đang của ông có hai cái u ác mà bây giờ ông chuyển sang lành tính hết và ông vượt chỉ tiêu. Thế khi bắt tay tôi và tôi về là tôi đưa lên luôn cho thầy. Thì tôi cũng không dám nói với thầy là bác sĩ bảo như vậy. Để xin ý kiến thầy thế nào để xem ở trong cái giấy xét nghiệm đấy. Thế bảo là ông quá đạt tiêu chuẩn rồi thì không phải khám lại nữa. Thế thầy bảo là 27 này tôi về luôn. Thì tôi bảo là thôi bây giờ con mới vào đây nó được có 2 tháng thì con thầy cho con ăn rinh thầy 1 tháng gạo nữa. Cho con uống rinh thầy 1 tháng thuốc nữa. Thầy bảo là thôi hay là ông cứ về nhà điều trị. Xong thầy ngồi một lúc thầy bảo là vậy thôi cũng được. Thế là thầy cho thở lại. Thì đến 27 đây là thầy vẫn nằm đấy cho tôi ra viện. Cảm ơn đời ơn Chúa, là cảm ơn các thánh quân thầy, đời ơn cha và các cộng sự của cha và các thầy thế này trong ban lãnh đạo của hội quân của phòng khám của cha. Nãy giờ chưa thể hiện niềm vui mừng với kết quả đó, niềm vui mừng như thế nào? Sau khi nên thầy là cái quyết định của cuối cùng của thầy thì là toàn bộ là cái chú phòng trọ mấy chục người đấy nè, thế là gần như ôm hôn nhau mà sướng vui mừng quá mức độ không thể tả hết được. Thì gia đình, ngoài gia đình thì cứ bảo là khi nào có kết quả là điện luôn, mà chưa kịp điện về thì ở ngoài nhà đã điện rồi. Thế là ngoài nhà nó vui mừng không có thể tả được. Anh em điện cho đến 12 giờ đêm vẫn cứ điện cho nhau. Lúc đầu đi khám bệnh viện ở thành phố Quy Nhơn á, họ nói là viêm họng, sưng amidam nè. Còn sau này cái siêu âm ra mới phát hiện là bị u hạch á. Rồi họ tư vấn mình trị sao? Họ cũng không tư vấn, họ chuyển vô Quy Nhơn, họ vô nằm mà tôi không an tâm, tôi mới vô bệnh viện U Bướu. Vô bệnh viện U Bướu là nó khám xong là nó chẩn đoán là kêu là bị ung thư đế lử, gọi là bọm họng chung á. Họ đưa ra kết quả xạ trị mà tôi cũng xạ trị, tôi vô ngày. Sao biết đây vô? Nghe nói ở đây cũng trị bớt nhiều người rồi, là mình mới tin tưởng mình đi. Lúc đầu đi gia đình đâu cho. Họ kêu vô thuốc đây không tin. Nhưng mà vô đây ông anh không thấy vậy, không yên tâm không? Dạ là yên tâm rồi nha. Dạ, yên tâm rồi. Lúc đầu là nghe nói là cứ sợ thuốc nam, thuốc bắc thì sao bớt được. Là cái biểu đi xạ trị. Không, mình không tin, giờ dẫn ông vô đây là ông tin rồi. Ông thấy cũng có người bớt, ông tin rồi. Vậy, trước khi mà anh bệnh đó, anh làm là gì vậy? Dạ, em làm bên cơ khí, bên xe. Nói chung là cái điều kiện kinh tế mình ổn không? Dạ không, bấp bênh đó. Làm, có người làm người không. Vậy là thu nhập cũng bấp bênh luôn. Dạ. Vậy cái điều kiện trị đây anh có nói chung là điều kiện kinh tế được không? Điều kiện trị bệnh đây nè, để điều trị, để điều trị bệnh đó, anh lấy tiền đâu đi trị bệnh? Nghe nói ở đây cũng trị bệnh miễn phí á. Thì mình vô, với lại ở nhà cũng gom góp ít tiền đồ, mình trang trở nhà trọ, nhà đồ với người thân. Yeah. Chúng
con ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Thank you.
Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi Cầu Ngang Duyên Hải, sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn. Nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.